có những khát vọng sẽ vun đắp nên thành công. Có những nỗ lực là khởi nguồn của sự bứt phá. Có những sứ mệnh tầm nhìn sẽ mang lại giá trị khác biệt. Vinalink Group, hành trình 19 năm thấu cảm chân thành. Ngày 24 tháng 7 năm 2006 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của công ty cổ phần tập đoàn liên kết Việt Nam Vinalink Group trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, Vinalink Group từng bước chinh phục thị trường, khẳng định tên tuổi và vị thế, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Việt Nam. Gần 2 thập kỷ, Vinalink Group đã giúp hàng triệu người Việt Nam nâng cao sức khỏe, cải thiện thói quen, lối sống, chất lượng cuộc sống bằng các sản phẩm chất lượng cao có thành phần từ thiên nhiên. Tự hào là công ty thuần Việt 100% từ nguồn vốn, nhân lực đến nhà máy sản xuất và cung ứng sản phẩm. Hệ sinh thái các sản phẩm của Vinalink Group hội tụ đủ tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc và công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm của Bộ Y tế. Vinalink Group hiện đang sở hữu hệ sinh thái sản phẩm hàng đầu về thiên nhiên gồm 4 nhóm chính: dinh dưỡng hàng ngày, nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm. Chúng tôi không ngừng tạo ra những chuẩn mực sản phẩm và dịch vụ mới, sẵn sàng tiếp thu công nghệ mới, đón đầu xu hướng thực phẩm chức năng trên thế giới, tạo dấu ấn riêng biệt với công thức độc đáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm của Vinalink Group được người tiêu dùng tin yêu, lựa chọn bởi sự an toàn, chất lượng, hiệu quả, thân thiện với sức khỏe và môi trường. Với mục tiêu nâng tầm sức khỏe người Việt vì một cộng đồng khỏe, đẹp, giàu, Vinalink Group nỗ lực đầu tư và sáng tạo để không ngừng sản xuất ra các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe thể lực, giúp người Việt khỏe trong, đẹp ngoài, tận dụng công nghệ, đón đầu các xu hướng, tạo ra cơ hội khởi nghiệp và thành công cho mọi người. Hệ thống phân phối của công ty không ngừng lớn mạnh, trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam. Với tầm nhìn sâu rộng, ban lãnh đạo công ty đã đề ra những chiến lược kinh doanh cùng cam kết bền vững dựa trên quyền lợi của nhà phân phối và người tiêu dùng. Tại Vinalink Group, bạn tự do lựa chọn tương lai cho chính mình, giúp đỡ những người khác có cơ hội thoát nghèo và làm giàu. Bạn được tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình, có cơ hội đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Năm 2023, với nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số, công ty đã tập trung xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số để nhà phân phối và khách hàng có thể nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, được tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi. Hệ sinh thái số Ahofa và triển lãm hệ sinh thái số 3D ra đời mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, hữu ích và là công cụ hỗ trợ đắc lực trong hình thức kinh doanh số thời đại mới. Vinalink Group tự hào khẳng định là doanh nghiệp tiên phong trong ngành MLM, đón đầu xu thế chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện. Từ những dấu mốc tự hào trên hành trình 19 năm, người Vinalink Group đã cùng nhau viết lên những câu chuyện đầy tự hào, cùng nhau kiến tạo niềm hạnh phúc, tạo ra môi trường làm việc hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ nhân viên và nhà phân phối. Tại Vinalink Group, cán bộ nhân viên luôn tìm ra niềm vui và sự gắn kết trong công việc để công ty trở thành ngôi nhà thứ hai của mỗi người. Hạnh phúc mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho gia đình Việt. Hạnh phúc được đồng hành cùng với khách hàng, đối tác, nhà phân phối trên nguyên tắc hài hòa lợi ích cùng phát triển, hướng tới các giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng. Hạnh phúc của người Vinalink Group còn là được chia sẻ các giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, xã hội. Trao tặng bếp ăn cho em, nâng cánh ước mơ, nối dài ước mơ được đi học, được đổi đời cho những học sinh nghèo tại các vùng còn khó khăn trên khắp cả nước. Đồng hành cùng Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội liên tục trong nhiều năm, với mong muốn lan tỏa lối sống vận động và thể thao tích cực vì một nền bóng rổ Việt Nam hùng cường và hưng thịnh hơn.
và gần đây nhất, trên tinh thần thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ trách nhiệm, yêu thương và bảo vệ chân thành cho hệ thống nhà phân phối, Vinalink Group và công ty bảo hiểm BIDV Thăng Long đã ký hợp tác chiến lược trao giải pháp bảo hiểm tai nạn con người, một điểm tựa bảo vệ để nhà phân phối của Vinalink Group luôn hy vọng vào những điều tươi sáng, an tâm làm việc, phát triển cùng công ty, hướng tới một cuộc sống an toàn, tốt đẹp. Không thể kể hết các hoạt động vì cộng đồng mà Vinalink Group đã trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện. 19 năm thấu cảm chân thành, người Vinalink Group bên cạnh việc nỗ lực từng bước chinh phục thị trường, khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu, vẫn tích cực mang lửa trái tim đi muôn nơi, trao yêu thương để lan tỏa yêu thương, vì một cuộc sống ngày càng tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho cộng đồng. Thành quả cho hành trình 19 năm thấu cảm chân thành là rất nhiều giải thưởng chứng nhận tiêu biểu như Top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á-Thái Bình Dương, Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN, Cúp hàng Việt tốt, dịch vụ hoàn hảo, Huy chương vàng, Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, Cúp vì sức khỏe người Việt. 5 giá trị cốt lõi luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, quyết sách và mục tiêu của Vinalink Group trong 19 năm qua. 1. Xây dựng thương hiệu Vinalink Group hàng đầu về sản phẩm thiên nhiên. 2. Phát huy tiềm năng con người. 3. Hợp tác chia sẻ các giá trị. 4. Xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc Việt. 5. Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục kiên định và nỗ lực không ngừng trên hành trình mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn cho người Việt Nam. Dùng tâm sáng để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, dùng nhiệt huyết để tạo kết nối giữa các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng trong nước, quốc tế, đi đến mục tiêu chung là tạo ra các thực phẩm chức năng tốt nhất, lấy khách hàng là trọng tâm, lấy chất lượng sản phẩm làm cam kết. 19 năm thấu cảm chân thành, mỗi cán bộ nhân viên và nhà phân phối của Vinalink Group đều thấu hiểu sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phụng sự sức khỏe người Việt với tinh thần mỗi người là một bác sĩ tinh thần để mang lại giá trị sức khỏe, giá trị vật chất cho cộng đồng, vì một cộng đồng khỏe, đẹp, giàu. Vinalink Group cam kết luôn sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức có chung sứ mệnh, hướng đến mục tiêu chung là đưa ngành thực phẩm chức năng thương hiệu Việt vươn tầm thế giới, vì một cộng đồng khỏe, đẹp, giàu. Cảm ơn quý đối tác, quý nhà phân phối, quý khách hàng, cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng Vinalink Group bằng sự thấu hiểu, chia sẻ chân thành để cùng viết lên một hành trình rực rỡ. Hành trình 19 năm thấu cảm chân thành.